12.000 con tôm càng xanh được thả nuôi trên nền đất lúa. Lúa 4 tháng tuổi đang phát triển tốt, con tôm cũng đạt trọng lượng khoảng 30 con một ký. Con tôm thì coi như nó đưa lên cái lúa thì coi như đang là lấy sạch gốc lúa mà lấy tôm nó có phát triển nhanh chút nữa. Tôi bằng được 1 hectare rưỡi cho năm nào tôi cũng lấy khoảng 70-80 triệu. Giống ngon nhất thế giới, kết hợp với cái môi trường ở ven biển có một chút vị mặn của biển, như vậy thì chất lượng gạo nó hơn hẳn so với cái vùng phù sa của ven sông Tiền và sông Hậu. Do đó thì cái người tiêu dùng hiện nay đón nhận cái sản phẩm gạo lúa tôm rất là tích cực. Ngoài tôm càng xanh, các địa phương ven biển còn chọn tôm sú và tôm thẻ chân trắng cho mô hình kết hợp này. Nhờ hiệu quả kinh tế mang lại nên diện tích không ngừng mở rộng. Chỉ riêng Bạc Liêu đã phát triển gần 40.000 hectare, chiếm khoảng 34% diện tích nuôi tôm toàn tỉnh. Nhân rộng mô hình ra là đồng thời là tổ chức lại sản xuất để cho bà con và hợp tác xã thì làm ăn lớn hơn và có hiệu quả hơn, là có thị trường tiêu thụ nhiều hơn và mời gọi doanh nghiệp vào đây là để mà mua lúa cũng như là mua tôm của bà con để mà nâng cao cái giá trị con tôm và cây lúa để mà làm sao nâng thêm cái thu nhập của bà con. Nhân rộng cái mô hình, lan tỏa mô hình nó càng nhanh nó càng tốt. Rồi cũng thông qua cái này thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng sẽ suy nghĩ để mà có những cái cơ chế chính sách nó phù hợp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và phù hợp với những cái vùng sinh thái, cái nền nông nghiệp sinh thái mặn, lợ, ngọt. Theo các nhà khoa học, lúa tôm dù mang lại hiệu quả kinh tế cao và chứng minh là mô hình thích ứng tốt trước tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng để hướng đến nền sản xuất hàng hóa, thậm chí là xuất khẩu, cần phải tính lại chiến lược. Đó là công tác quy hoạch và xây dựng thương hiệu, và đó nâng tầm giá trị cho sản phẩm lợi thế từ chính mô hình.